chết anh. Đậu má, còn bên cây kia nữa. Bò vô, bò vô, bò vô, bò vô. Cây trước mặt á, cây trước mặt á. Má, bắn đầu quá. Đó, cái cây đối diện luôn á, nó lòi ra kìa. Được. Thấy ra đi. Má, mình cũng chết à. Má, em biết ngay nóc luôn mà, đỉ mà. Bé thằng trên đôi kìa. Nó một thằng. Chết. Rồi, chết hết rồi. Rồi vô vòng luôn, chạy vô vòng luôn. Vô vòng kem luôn. Kem ra cái hướng hướng nhà, nó bắn bên hướng nhà. Bè thằng với bốn hả? Bè thằng bè á. Bè quýnh bè á. Thôi nghe cây đúng rồi. Thôi nghe cây đó đây chị. Nằm xuống em, nằm xuống. Thấy được kìa. Trước mặt chậm. Muốn bay 30, bay 30. Cái cây bay 30. Cây nhỏ bay 30 gần nhà á. Bay 30. Nó lòi đầu lên kìa, bắn được á. Nhắm re. Nó bên đường á, mấy cây bên đường á. Giờ hai người cover, em rút lên cái cây trước mặt luôn đi chậm. Cái cây trước mặt á. Ừ. Đó, đã, thấy chưa. Đó. Nhắm ngay cái đầu nó bắn được không? Hình như nó có một mình sao? Đúng rồi. Nữa. Rồi, hay quá. Rồi, còn hai thằng. Rồi, em đứng ngay cái cây này em cam luôn nha. Để hai ở sau nó cover cho. Đây, em đứng ngon 300, 300 kìa. Bắn. Nóc ao một thằng rồi, còn thằng bò nó đừng giết. Còn bò nó ngay đó luôn á. Ngay chỗ đó luôn á, hướng đó luôn á. Nó ngồi vòng mà. Rồi đó. Thắng luôn rồi. Đợi đây. Ôi, con rồi. Con còn nữa. À, hướng quá nhá. Hướng quá, 300. Nó vào. Pin nữa. Có nào mất luôn không rồi? Chắc không, nó cái vòng lâu rồi. Điều hướng ở nào? Ở kia ở nhà hướng kia rồi đá ở. Dưới gọi vô hết rồi. Ở đâu là ra? Bốn kia rồi. Hai con một hai con một hai con một hai. Rồi tới đúng rồi.